cả nhà mình ơi, hôm nay em sẽ chia sẻ nhanh một số những công thức nước ép rất là tốt chữa bệnh ung thư của bác sĩ Gerson. Hiện tại trong tay Emma đang có quyển sách của bác sĩ Gerson. Emma đã nghe và đã đọc rất là nhiều lần, đã nghiên cứu rất là nhiều lần và đã đưa cái phương pháp của bác sĩ Gerson vào trong cái giải pháp cơ thể tự chữa lành để chữa các vấn đề bệnh lý của mọi người và rất là thành công. Thì hôm nay sẽ chia sẻ rất là nhanh các liệu pháp chữa bệnh ung thư của bác sĩ Gerson chủ yếu. Đó là anh chị em có thể mua cái quyển sách này để tham khảo nhé, để đọc tham khảo để biết. Thì cái quyển sách này của bác sĩ Gerson thì là dựa theo cái phương pháp ăn chay và uống nước ép trị liệu, làm thêm cái phương pháp đào thải độc tố bằng enema. Thì một trong những cái công thức mà ông đưa cho bệnh nhân mình uống rất là nhiều trong ngày, thứ nhất đó là công thức nước ép cà rốt nguyên chất. Công thức nước ép cà rốt nguyên chất một ngày uống khoảng 4 đến 5 lần, là mỗi lần khoảng 200ml như thế này đấy, cái nhỏ xinh xinh như thế này. Và cái công thức thứ hai đó là một cái công thức nữa, đó là cà rốt với táo. Cà rốt với táo thì trong cái liệu trình chữa bệnh của ông là một ngày uống khoảng 2 lần đúng không ạ? 2 lần đấy, cà rốt với táo cũng khoảng 500, cũng khoảng 200ml đấy. Và một cái công thức thứ ba nữa là một ngày uống rất là nhiều lần, 4 lần cũng khoảng 200ml thôi, tại vì em cho cái bình này nó khá là to cho anh chị em mình nhìn rõ. Đấy, là em vừa quay phim xong. Thì là công thức nước ép màu xanh nguyên chất, các loại lá rau xanh, các loại lá rau xanh nhá. Ví dụ như là cần tây này, rau spinach này, rau xà lách này, ở rau cải scale này, các loại lá rau xanh mình ép lại với nhau và cho thêm một quả táo màu xanh nữa vào. Nếu như ai mà không kiểu thấy nó hăng hăng thì cho thêm một quả táo vào và uống như này khoảng 4 lần trong ngày, kèm theo một cái phương pháp, đấy là chỉ là nước ép thôi nhé. Thì cái liệu trình của ông ấy trung bình cho một bệnh nhân ung thư là cứ 1 tiếng uống 1 lần đấy. Kèm theo nữa đó là cái liệu trình làm đào thải độc tố bằng phương pháp enema, làm sạch đại tràng bằng coffee enema. Thì cứ khoảng 4 tiếng một lần là ông cho bệnh nhân của mình đi làm sạch đại tràng để cái quá trình thanh lọc và đào thải độc tố của ông nó diễn ra, của bệnh nhân nó diễn ra nhanh, thì cái khả năng bình phục họ nó diễn ra rất là thành công đấy. Và kèm theo đó là các bữa ăn chính của mình vẫn là những cái bữa ăn chính ăn nóng nữa, nhưng mà sẽ là một cái chế độ ăn của ông, đó là chế độ ăn chay nhé. Ăn chay không phải là thuần chay. Đối một số trường hợp thì không phải là thuần chay, ông cũng có một số trường hợp bệnh nhân thì là ông cho ăn cả sữa chua, nhưng mà phần lớn là ông cho ăn chay, có nghĩa là vẫn ăn yến mạch này, có ăn các loại rau củ này, ăn salad này, ăn súp. Tuy nhiên trong cái giải pháp chữa bệnh của ông ấy, đó là ông sẽ cho bệnh nhân của mình ăn một cái chế độ ăn ít chất béo, không có chất béo, hầu hết là không chất béo. Và nếu như mà dùng chất béo thì chỉ dùng chất béo duy nhất là từ hạt lanh. Từ hạt lanh là có hàm lượng chất béo omega 3 rất là nhiều. Thì nó dựa vào cái phương pháp chữa bệnh của một bác sĩ nổi tiếng là Buckwheat, là chế độ Buckwheat đấy. Và cái thứ hai đó là ông cho cái chế độ ăn của ông là một cái chế độ ăn ít muối nhá, để chế độ ăn không muối luôn, thì nó cải thiện căn bệnh của mình rất là nhanh và hiệu quả. Thì đấy là một số những cái chia sẻ của Emma về cái công thức và chế độ ăn uống của bác sĩ Gerson trong cái liệu pháp chữa lành bệnh lý. Thì đấy là một số những cái chia sẻ của Emma về cái phương pháp và những cái quyển sách rất là hay trong cái việc là chữa lành cơ thể. Xin lỗi anh chị em mình, cái hậu trường của Emma nó hơi lủng củng một chút là vì vừa mới live stream xong. Thế nhưng mà cũng là những cái công thức nước ép này rất là tốt cho bệnh lý ung thư, cho nên là muốn chia sẻ với anh chị em mình. Mọi người bỏ qua cái phần hậu trường của em đi một chút nhá. Đấy ạ, em tiện em chia sẻ với anh chị em mình vì có rất là nhiều người đang cần những cái giải pháp chữa lành bệnh tật, đúng không? Thì mọi người nhớ mua quyển sách này đọc, trên Amazon nó có đấy. Ở Việt Nam mình hy vọng trong tương lai sẽ có những cái bên sẽ dịch cái quyển sách này. Và bổ sung nước ép rau củ là một trong những cái giải pháp chữa lành bệnh lý rất là hiệu quả. Mọi người nhớ bổ sung nhé. Công thức màu xanh và công thức màu cà rốt, màu cam. Đấy, hai công thức này tay em cầm hết đấy. Nếu như anh chị em mình thấy video của Health Coach Emma Phạm hữu ích, mọi người đừng quên chia sẻ video này của Emma tới người thân và bạn bè của chúng ta để cùng nhau cải thiện sức khỏe nhé. Và mọi người đừng quên đăng ký kênh YouTube Emma Phạm Kitchen để nhận được những cái video mới nhất. Và anh chị em mình cũng nhớ là theo dõi fanpage Emma Phạm Kitchen để học được rất là nhiều công thức nấu ăn và xem những cái buổi live stream của Emma trực tiếp để nâng cao chất lượng cuộc sống nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả anh chị em mình rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.